Chỗ em làm siêu âm hay bị xịt cồn, siêu âm hay xịt cồn 90 trước gieo, có thông tin lại bảo cồn khiến cho đầu dò nhanh hỏng, thầy cho em xin ý kiến. Cái cồn thì chính xác, nhưng mà không được dùng cồn nguyên chất nhá. Chúng ta sẽ pha cồn vào với nước. Trời ơi, khổ quá. Đấy nha, ví dụ rằng chúng ta có một cái bình xịt. Đấy. Và chúng ta chỉ cho tầm khoảng 20% cồn thôi và 80% nước. Chúng ta khoáng đều nó vào. Vậy thì nồng độ cồn nó sẽ thấp. Được chưa? Và cái cồn để nó sát trùng là phần nhỏ thôi. Chủ yếu để cho nó dẫn. Cồn nó giúp cho dẫn nước vào trong từng khe ra, khiến cho cái việc mà chúng ta siêu âm ấy nó sẽ không có bóng khí ở bên trong đấy. Đấy. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ pha nước với cồn vào với nhau. Và nước chỉ chiếm khoảng 20% đến 30% là cao rồi, 30% thôi, trở xuống thôi. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ xịt rồi bắt đầu sẽ bôi gel. Nó sẽ vừa sạch vừa tiết kiệm gel. Đấy, và hiệu quả. Được chưa? Chứ còn nếu mà cồn nguyên ấy, cồn 70 độ, cồn 90 ấy cho vào nó sẽ rất dễ bị hỏng đầu dò hơn bình thường. Được chưa? Nó dễ bị hỏng đầu dò hơn bình thường đấy. Đấy.